Tháng 5 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 32,81 tỷ đô la, tăng 5,7% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 tăng 15,8%. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5 ước đạt 33,81 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,8% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5 tăng 29,9%. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 5 ước tính nhập siêu 1 tỷ đô la Mỹ. Dù nhập siêu đã quay trở lại trong tháng 5, tuy nhiên tính chung 5 tháng, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 8,01 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn mức 10,2 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 11,26 tỷ đô la Mỹ, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô xuất siêu 19,27 tỷ đô la Mỹ.